mọi người. Hôm nay em giới thiệu với mọi người một loại cây nhá. Đó là cây trồng thủy canh. Đó là cây hạnh phúc thủy sinh nhá mọi người. Thì cây hạnh phúc này thì nó là thuộc dạng thuộc họ thân gỗ nhá mọi người. Và nó sinh trưởng chủ yếu tại Trung Quốc, Ấn Độ và các nước Đông Nam Á nhá. Và khi được trồng trong môi trường tự nhiên thì cây hạnh phúc này có thể cao từ 1 đến 3 mét. Nhưng mà nếu trồng trong nhà thì chiều cao trung bình khoảng nó cao 1m4, 1m6 ấy mọi người. Đó. Thì cây hạnh phúc này là một loại cây thuộc họ thân gỗ và nó sống ở trong môi trường khí hậu ôn đới và lá của nó có màu xanh tươi mát và mỗi cành thì sẽ mọc ra 3 lá trụ hình thành trái tim và rất là bắt mắt. Khi được trồng ở trong môi trường tự nhiên thì cây có thể ra hoa màu trắng và kết thành quả hình hạt đậu. Và cây hạnh phúc thủy sinh này thì có một loại có một sức sống mãnh liệt với hình dáng lá của nó rất là độc đáo, xanh tốt và nên chúng ta sẽ mang cái từ thiên nhiên trang trí từ trong cái vườn nhà không khu nhà của mình đó, trong cái ngôi nhà của mình đó. Về và được rất là nhiều người yêu thích và trồng cái cây này về và nhiều người có thể ngắm cái vẻ đẹp thuần khiết của nó được đó. Tuy nhiên thì khi trồng trong nhà thì hầu như là cây hạnh phúc sẽ không ra hoa nha mọi người. Thì cái hạnh phúc này trên thị trường thì chúng ta bắt gặp rất là nhiều loại cây hạnh phúc, giống như là cây hạnh phúc trồng trong chậu đất cũng có, là cây hạnh phúc trồng thủy sinh đó. Thì trên tay mình đang cầm đây là một loại cây mà trồng ở thủy sinh đã sự xuất hiện là do nhu cầu của thị trường đó, nên là cây hạnh phúc được trong thủy sinh thì sẽ được sử dụng nước này được sử dụng để làm trang trí để bán đấy mọi người. Đó, cách trồng và cách chăm sóc thì cái hạnh phúc này thì nhân theo phổ biến dòng bằng cây con và nó có thể chiết cành nữa. Thứ nhất là về chiết cành thì lựa chọn là cây cành khỏe mạnh này và lá tươi tốt thì không bị sâu bệnh. Sau đó thì khoanh vỏ cây và bầu bọc lại với nhau đất xung quanh chỉ. Đó. Mà khi có rễ cây mọc ra thì từ cây canh ấy chiết ra một cây cành nhỏ và trồng trong chậu đất đó. Và cái chăm sóc của cây hạnh phúc này thì về đất trồng cây hạnh phúc thì chúng ta có thể trồng cái đất mà cây hạnh phúc có thể là một cái cây tơi xốp nè. Đó, tưới nước hạnh phúc thì khá là dễ sống mà chỉ cần tưới nước khoảng 1 đến 2 lần một tuần thôi, 1 đến 2 lần một ngày ấy mọi người, hoặc là chiều nếu mà cây để ngoài trời khoảng thì sẽ 3 lần một tuần. Nếu mà trồng ở trong nhà nó không tiếp xúc với ánh nắng nhiều thì mình có thể tưới ít đi đó. Nhiệt độ thì cây hạnh phúc này thích hợp trồng ở những nơi mà có cái khí hậu ôn hòa này, do vậy mà tại khí hậu Việt Nam ấy là một loại là cây này ở môi rất là sống rất là tốt tại vì môi trường khí hậu ở Việt Nam cực kỳ tốt cho và sinh sôi nảy nở cho cây luôn. Và nếu bạn sống ở nhiều nơi mà kiểu khí hậu lạnh hoặc là quá là nóng thì hãy nhớ là nhiệt độ cây phù hợp là từ 18 đến 28 độ C nhé. Ánh sáng thì cây hạnh phúc này không hẳn là một loại cây ưa ánh sáng, nhưng cũng không phải là một loại cây ưa bóng tối râm nhiều quá, mà cây chỉ cần được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời ít nhất là 1 tiếng một ngày để cây có thể khỏe mạnh nó. Về bón phân và chăm sóc, thời điểm thích hợp để cây bón phân ấy, thì bổ sung chất dinh dưỡng vào đất nè, nuôi khoảng tầm 4 đến 5 tháng. Bạn có thể dùng sơ dừa hay là mùn cưa này, hay là phân NPK để có thể chuồng, hay là phân chuồng đều được để có thể bón cho cây nhé. Cây hạnh phúc này thường thì rất là ít sâu bệnh luôn, và tình trạng của nó xảy ra thì như là dệt nè, dễ bị úng hay là đốm lá hay là bị rụng lá ấy mọi người. Thì các bạn nên cắt bỏ đi những cái cành nó bị bệnh đó, thì có thể sử dụng phun thuốc trừ sâu để có thể bảo vệ cho cây. Thứ hai là về ý nghĩa của cây hạnh phúc. Theo phong thủy thì giống như là cái tên gọi của nó, cây hạnh phúc này được mang ý nghĩa về sự hạnh phúc này, may mắn này và sự kết hợp tình yêu và màu xanh hình dáng bắt mắt. Và trái tim của
cành lá và hạnh phúc con, nó nhiều mang ý nghĩa về niềm tin này, niềm hy vọng và sự lạc quan tích cực cho cái thân chủ, à cho cái người chồng mà người sở hữu cái cây này, nó cho gia chủ của cây đó. Mọi người ơi, cây hạnh phúc thủy sinh này rất là dễ trồng, dễ chăm sóc đó, và nó rất là đẹp và có rất là nhiều ý nghĩa này. Cây hạnh phúc này thì được sử dụng trong cái trang trí nội thất với cái ý nghĩa là mang lại sự gắn kết cho các tình, cho tình yêu này, cho các thành viên trong gia đình này. Và hạnh phúc này có khả năng là hút những tiêu cực và điều hòa được cái năng lượng cho cái không gian mà được mình nó đặt được, và do vậy nó sẽ mang lại sự may mắn cho gia chủ nhé. Và cái hạnh phúc này hợp với cả mệnh gì và tuổi gì thì cái hạnh phúc này được cho là hợp với cả người mệnh kim và người mệnh thủy đó, và ở tất cả các độ tuổi. Đây là hai mệnh mà có khả năng nhận được nhiều năng lượng tích cực nhất từ cái loài cây này nhé mọi người, mệnh thủy và mệnh kim ấy. Và tuy nhiên thì nó cũng sẽ không xung khắc với các mệnh bề khác. Do vậy nên là gia chủ những mệnh khác thì cũng có thể hoàn toàn là trồng cái cây này. Đó. Việc mà điều hòa không khí này, nâng cao năng lượng ở xung quanh và không gian sống thì nó sẽ đặt cho những, cũng như là mang đến sự thư thái để thoải mái cho gia chủ nhá. Về giá thành của cây hạnh phúc thì cây hạnh phúc này hiện nay thì rất phổ biến trên thị trường rồi, thì bạn có thể hoàn toàn mua sắm ở chỗ nào đó cây hạnh phúc này, ở các cửa hàng đó. Và các bạn có thể tốt nhất là các bạn có lên ra showroom 39 cây đời tại đây đó mọi người. Ở đây rất là nhiều cây cảnh, rất là nhiều loại cây mà các bạn có thể lựa chọn nhá, rất là phù hợp cho mọi người. Mọi người thích cây nào thì chọn cây đấy, tại vì có tất cả mọi loại cây ở đây luôn mọi người ạ. Cây hạnh phúc thì có rất là nhiều mức giá khác nhau tùy thuộc vào cái kích thước, và cây thủy sinh này để bàn hay là để trong chậu cũng được này, cây trang trí nội thất hay là trồng ở ngoài vườn đều có nhá, có chậu và có chậu như thế này luôn, và có cả chậu để mình có thể thay thế nhá. Mình có rất là nhiều loại chậu để có thể mọi người có thể chọn và thay thế cho cây đó. Nếu bạn muốn mua cây hạnh phúc nhỏ nhắn xinh xinh như thế này thì giá của nó dao động khoảng là 150 đến 200 tùy vào cái kích thước của cây đó mọi người đó. Và nếu bạn muốn mua cây to hơn thì cây to hơn để trồng ngoài ấy, trồng ngoài vườn này, hay là trồng ở trong nhà, ở ngoài phòng khách ấy, hay là trồng ở hiên nhà được, ở ngoài sân vườn của mình ấy, thì cây thì nó cũng khá rẻ thôi mọi người, nó có thể lên đến tầm 1 triệu, 1 triệu, 1 triệu rưỡi mọi người ạ. Đó. Thì cây hạnh phúc nó cũng chỉ dao động khoảng 100 đến 2 triệu thôi, nó tùy vào cái cây nhỏ, cây to đó mọi người. Cây to thì nó sẽ cao khoảng tầm 1m2 đến 1m5, hay là có cây cao khoảng tầm 2m mọi người ạ. Đó. Về cách bố trí cây hạnh phúc này trong không gian nội thất trong gia đình của mình ấy, thì cái hạnh phúc này trong cái không gian nội thất thì có thể bày trí ở tại các cái góc phòng để có thể tăng thêm sức xanh cho căn phòng của mình, nâng cao chất lượng phòng. Đấy, từ đó có thể mang lại may mắn cho gia đình nhá. Với cái ý nghĩa là sự gắn kết như thế này ấy, thì cây hạnh phúc này biểu hiện cho cái tình yêu thương và sự tích cực này, cái hạnh phúc thích hợp để trồng và trang trí trong phòng khách này, phòng ngủ hay là bàn làm việc đó, thì mình có thể để ở trong những cái phòng, nếu mà ở văn phòng thì mình để trong phòng họp nè, hoặc là được dùng để trang trí bàn làm việc của bản thân nè, trong cái không gian môi trường của mình này. Cái hạnh phúc có thể mang lại may mắn cho tình yêu này, nó trong sự nghiệp. Cái hạnh phúc này có thể trang trí tại các cái góc nhà của mình, nó rất là đẹp luôn đấy mọi người ơi. Cái hạnh phúc là một loại cây thụ thân gỗ, hình dáng của nó rất là nhỏ như thế này, là nên trồng để ngoài, mình để trồng ở trong nhà nè, ở phòng khách, ban công, cửa sổ, trong phòng ngủ, bàn làm việc, rất là phù hợp. Và cây có thể dễ dàng thanh lọc này, quang hợp rất là tốt, và nó có thể mang lại cho ngôi nhà của mình sự năng lượng tích cực, rất là dễ thương nó mọi người, rất là dễ dàng luôn.
và nó có thể vừa mang lại may mắn này, vừa mang đến cho mình cái không gian sống thư thái thoải mái trong những cái ngày mà mình làm việc vất vả mệt mỏi rất là stress, thì mình về nhà mình thấy một cái hạnh phúc như thế này, thì cảm giác là cái không gian nhà của mình thoải mái, rất là thư giãn đúng không ạ? Đó, nếu mà mọi người có nhu cầu, mọi người muốn mua thì mọi người có thể liên hệ em cái số điện thoại và Zalo và địa chỉ ở đây em để trên góc trái mọi người, thì mọi người có thể liên hệ với em nhé. Mọi người ơi, rất là nhiều ưu đãi cho mọi người trong cái dịp lễ như thế này, sắp đến lễ rồi ấy, mọi người, và có rất là nhiều ưu đãi cho mọi người, ví dụ như kiểu mọi người mua combo đó, rất là nhiều ưu đãi cho mọi người ạ. Vâng, cảm ơn mọi người đã nghe và xem hết clip này, thì mong rằng những cái chia sẻ của em thì sẽ giúp cho mọi người một chút ít về kiến thức của cây trồng và cái hạnh phúc này. Đó, mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ em qua số điện thoại và có thể ra trực tiếp tại showroom cây đời nhé mọi người. Vâng, cảm ơn mọi người rất nhiều. Bye bye ạ.